làm chứng á, chứ không phải lên xin ơn. Ông được ơn gì? Được ơn gì? Rồi, rồi, mình lại mời ông lên đây. Làm sao? Rồi, ông lên đây. Bước lên, bước lên, bước lên. À, đứng lại, đứng lại. Rồi, ông tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Con tên Khiếu Long. Con tên Khiếu Vi Long. Khiếu gì? Khiếu Vi Long, 62 tuổi. Khiếu gì? Khiếu Vi Long. Khiếu Vi Long, 62 tuổi, ở đâu? Ở dưới miền Tây. Miền Tây, thưa anh chị em, có một người họ rất là lạ, họ Khiếu. Khiếu Vi Long, 62 tuổi, miền Tây. Rồi, ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? 28 tuổi, con mới lập gia đình, con mới theo đạo. Thế là con ngoan đạo từ lúc 28 tuổi cho đến, tức là theo được 31 năm là ngoan đạo. Thế phải nói từ 32 năm đổ đi bắt đầu là bắt đầu giở chứng. Thế là rơi biển tình với biển, rơi biển tình với biển tiền. Rơi vào biển tình, rồi biển tiền. Thế là mình chỉ nói đơn giản thế thôi. Thế xong bắt đầu con bị liệt. Con bị liệt, tôi bắt đầu con quay về. Tại vì con chơi thì chơi miền Bắc, quay về miền Nam này. Thì cái hôm quay về bắt đầu bảo là đi, đi nên tra khấn xin rồi hắn về đi chữa. Tức là không đi được. Biết ý này. Đấy. Trần Nhi ông điếu rồi. Nhưng mà nó chỉ còn có xương không à. Bây giờ nó to rồi, tại giờ đi được rồi. Nó mới to hơn nhưng mà chưa đi được nhiều. Thế xong bắt đầu biết sao? Con về đây con xin khấn xong cái là, tức là xin tội lúc bây giờ 3 năm chưa sinh. Tức là từ năm 14 cho đến năm 17 chưa sinh. Bắt đầu xin tội xong mới về đi chữa. Đến chữa được 7 tháng. Thế chữa được 2 tháng là còn khỏi. Nên chỉ có điều đi không có được nhanh. Đi nó cứ cả thạch nhưng mà vẫn đi được, không phải liệt như trước. Thế đến lúc mà con đi khám tất cả các thứ thì người ta cho biết là con chấn thương hai đốt sống, liệt là liệt luôn. Thế mà chả hiểu sao mà phép lạ con đi được. Còn chả hiểu sao nữa, bịa hiểu chưa? Bịa hiểu chưa? Bịa đã hiểu chưa? Tôi hỏi về anh chị em đã hiểu chưa? Tại sao mà đi được? Lòng thiếu sót Chúa, chứ còn bây giờ lên đây còn bảo chả hiểu sao bây giờ đi được. Hiểu chưa? Ai cũng hiểu, có một người không hiểu. Rồi, cho nên thường là chúng ta hay dùng cái, đây là cái cách nói của anh ấy thôi. Đây là cách nói thôi, tôi chỉ muốn diễn tả thôi. Thường chúng ta cứ bảo con chả hiểu sao cả mà con lại như vậy. Có mình hiểu chứ phải là không hiểu. Mà cái cách của mình đưa con chả hiểu sao nữa. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà cái cách đó của mình là chả hiểu. Nhưng mà thực sự là mình hiểu là lòng thương xót của Chúa đã cứu cho anh ấy. Từ một người mà bỏ đạo, từ một người thay vì dìm mình vào biển lòng thương xót Chúa, thì anh dìm mình vào biển tình, vào biển tiền. Hai cái biển ấy bây giờ nó cạn rồi. Tình tiền nó hết thì tình nó cũng hết. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Cho nên anh ấy dìm mình vào hai cái biển đấy. Anh tưởng ngon, ta có tiền thì ta dìm vào biển tình. Còn tình thì còn tiền, hết tiền thì hết tình. Thế thôi thưa anh chị em, cuộc đời nó là như vậy thôi mà, có gì lạ đâu. Cho nên đừng có than bảo trời ơi xong rồi xưa tôi còn tiền mà lắm đứa theo. Còn bây giờ hết tiền nó trả đứa ma là nó theo. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Đương nhiên. Đúng không? Chỉ có một đấng mà cho dù mình hết sạch mọi thứ này vẫn cứ theo mình. Đấng đó mang tên là Giê-xu. Đấng đó cho dù anh có bỏ ngày anh dìm vào biển tình, biển tiền, thì biển lòng thương xót vẫn cứ đợi chờ anh. Để khi mà hai cái biển kia nó cạn rồi, thì anh đến anh dìm mình anh vào đại dương lòng thương xót Chúa, tha thứ cho anh.
Thứ nhất là cho anh được ơn quay trở về với Chúa. Thứ hai là cho anh được ơn đi lại. Mà Chúa chưa cho anh đi lại nhanh vì sợ rằng anh mà đi nhanh anh lại dìm mình vào biển. Anh đi nhanh anh lại dìm vào biển. Anh lại bỏ biển. Lòng thương xót. Anh còn cười ha ha, còn đúng tim đen rồi. Bây giờ tôi gửi tặng cho anh cái máy rồi, nhưng mà tôi hỏi anh này, lúc anh đang dìm mình vào bình tiền với biển tiền, rồi sao anh biết biển lòng thương xót Chúa mà anh đến đây anh xin khấn? Tại con bị liệt, con không biết thừa. Xong bây giờ chả biết trông ai. Và với con thì nó chỉ đến bữa nó coi anh mình ăn xem thế nào, xong rồi khi mà mình thích cái gì thì mình có đi được đâu mà. Thế xong mình bảo má là chỉ có Chúa thì mình đâu có trông nào ai đâu. Mà mình con là người trông vào Chúa muộn, nhưng mà con có cái đức tin rất mạnh. Nên bây giờ con bảo con chỉ cầu xin ra Chúa chứ không. Làm sao mà anh biết, làm sao anh biết đeo hiểm tin mừng đây này. Đó, anh yêu Chúa muộn. Giống như là Augusto nói, Chúa ơi, con yêu Chúa quá muộn màng. Đây là yêu muộn. Rồi. Nhưng mà làm sao anh biết, anh nằm liệt một chỗ, anh biết được cái điểm tin mừng này mà anh đến đây, làm sao biết? Đâu, tại vì ở cái khúc con là có người lên đây, tức là có người bao xe lên đây, tôi vẫn đi bao xe lên đây. Mỗi lần bao xe là xe 16 chỗ là cứ đi đều ấy, chứ họ đi thì người con đi theo. Lúc mà lên đây thì anh có đi được chưa? Lúc mà lên đây là con không đi được. Nhưng mà hôm lên đây con cũng bất mãn lắm. Tại chả biết sao. Hôm đấy đi ra ngồi ở ngoài kia để chờ xưng tội. Chờ từ lúc 10 giờ mà đến 3 giờ là cái 3 giờ thiếu 10 là cái anh quét ấy. Anh ấy quát cái bà già ấy. Mà bà già là gần 90 tuổi rồi, bà không đi được. Anh bảo là cái chuyện của bà không đi được mà là cái chuyện của bà. Chỗ quét là quét của tôi. Chỗ quét là của tôi. Xong con bảo là thế bây giờ bà sang đây con nhường cho bà. Thì con nghĩ bụng mở mẹ bực rồi. Cái này là tao mà mới là chưa chắc là phải xử. Mà không liệt là tao đá mày rồi. Cái đúng không? Thế là con bảo là tao mà không phạm tội nặng mà tao mà không liệt chưa chắc tao đã xử. Mà tao chửi mặt cho tao đi vải. Thật. Thế bây giờ con chỉ xin Chúa là rồi cuối cùng rồi sao, rồi cái đang hấp dẫn thì lại quay chúng ta, rồi có đá nó được không, rồi có đi xin không? Không có đá mà con nhường lại chỗ cho bà già, xong cái con ngồi đằng sau xin theo luôn. Hôm đấy có hai cha ở mãi phía bên kia kìa, tức là con bảo thôi là sang đây con nhường chỗ cho bà xin đi rồi tí nữa con xin sau một chút cũng được. Là cái lần trước ấy, tại con có đi đâu thì bỏ được đến đâu thì bỏ, cứ từ từ đến đâu rồi không. Bây giờ anh bảo là bây giờ sức khỏe con, tức là Chúa ban cho đến giờ này là mình thấy tương đối đổ là khỏe xong chưa. Tại con mất 23 kg rồi mà. Trước là bao nhiêu ký? Tức là 65 kg, mà bây giờ còn 439 kg. Giờ mới chịu quay về với Chúa ấy, mà không tao không liệt tao đi nữa. Đây là cái máy mà 365 bài giảng. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác nha, và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Chú khóa chân lại mà có đi lung tung biển tình với biển tiền cũng gì vào đó mà chết chắc luôn đi nha. Rồi bạn đưa cho mấy người ôm đá cho bây giờ. Rồi mời con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy